Hầu hết những người thường xuyên di chuyển bằng xe hơi không biết rằng xe hơi là một trong những nguồn gây ung thư và bệnh bạch cầu đáng lo ngại nhất. Do lượng benzen phát sinh trong xe quá lớn, việc vệ sinh xe hơi định kỳ hoàn toàn không giảm được nguy cơ ung thư vì benzen vẫn liên tục phát ra từ các đồ nhựa trên xe hơi bao gồm bảng điều khiển, ghế ngồi và cửa xe. Bên cạnh các chất bay hơi độc hại, xe hơi còn là nơi tích tụ nhiều vi khuẩn, virus gây bệnh, nấm mốc và mùi hôi khó chịu. Để bảo vệ sức khỏe và tạo không gian trong xe sạch khuẩn, sạch hoàn toàn khí độc và mùi hôi, việc sử dụng công nghệ xịt ion bạc titanium dioxide là cần thiết. Dung dịch xịt xe Venustar ứng dụng công nghệ ion bạc TO2 có khả năng khử vi khuẩn, mùi hôi và khí độc thành gốc tự do vô hại. Chỉ cần xịt một lần, lớp màng công nghệ sẽ bám trên các bề mặt, tiêu diệt mọi tác nhân xấu khi vừa tiếp xúc. Nhờ khả năng diệt khuẩn hơn 99,99% và đặc tính không tiêu hao nguyên liệu của ion bạc TO2, mà xịt xe Venustar có khả năng làm sạch xe lâu dài chỉ sau một lần xịt đầu tiên. Sản phẩm đã được FDA Hoa Kỳ chứng nhận an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Xịt khử độc diệt khuẩn Venustar cho xe ngày hôm nay để bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình, đồng thời tạo luồng khí thở trong lành tươi mát tuyệt đối cho không gian xe hơi của bạn.